Giao nhà bếp Thái A1 xin chào tất cả các bác nhé. Nay em lại vừa làm xong cái lô giao phở công chuyên chặt gà ăn vịt các bác nhé. Em mới làm xong chưa vệ sinh chứ này. Chuyên chặt gà ăn vịt, vừa chặt gà ăn vịt và thái luôn các bác nhé. Mẫu này cong chặt khá là bám thớt, cần rất chi là bám thớt nhé. Hôm nào rỗi em sẽ có video test về cái mẫu dao phở cong này các bác nhé. Bán quán ăn nhà hàng với lại các bác làm vịt quay rất chi là nhiều. Bên em là dao nhíp làm, bên em tự làm ra được nhưng mà cái giá nó rất hợp lý các bác nhé. Vừa chặt gà ăn vịt vừa thái luôn. Sống và dày 4 ly, rộng 10, lưỡi dài 22 các bác nhé. Em vừa làm xong chưa vệ sinh các bác, vừa mài đá nước xong. Nặng là 600g các bác nhé, nặng 600g. Một con này chuyên chặt gà ăn vịt và thái được luôn. Nặng 600g. Cán là cán kẹp các bác nhé, cán kẹp được 8 đinh rất là chắc chắn. Có nhiều người ta hay dán đổ keo nhưng mà keo về lâu và dài dính nước nó sẽ bị khô và bong chóc các bác nhé, nó sẽ lỏng cán. Còn cái dòng 8 đinh này thì ba cái là nó gồng nhau, ba cái đinh này là nó gồng nhau nên là đinh này là đinh nhôm không gỉ các bác nhé. Nhiều bác cứ bảo là 8 đinh inox nhưng mà tính cái gì đấy nó có cương có nhu các bác, nó cứng quá nó gồng sẽ vỡ gỗ. Cho nên là cái đinh nhôm này nó vừa dẻo đấy, nó dẻo nên là nó có cái một cái gì đó gọi là cái đàn hồi tốt. Inox nhiều khi là tán nó cứng, tán mạnh nó dễ vỡ gỗ, rất chi là chắc chắn nhé các bác nhé. Ok, hẹn tất cả các bác ở video lần sau. Em xin nhấc nháy đồ đạc nghỉ nha.